Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi video của ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết trong buổi sáng ngày hôm nay thì tôi đã phát live stream giới thiệu trực tiếp cho quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Vios 2017 phiên bản G mà chúng tôi mua về được trong buổi chiều tối ngày hôm qua. Sáng nay thì tôi đã phát live stream trực tiếp rồi. Bây giờ thì tôi sẽ làm một cái video để chia sẻ chi tiết hơn cho quý vị và các bạn về chiếc xe Toyota Vios bản G này ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, đăng ký năm 2017. Và chiếc xe đã lăn bánh được 3.8 km rồi. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản G này thì chắc quý vị và các bạn xem qua mấy cái hình ảnh đầu tiên thì quý vị và các bạn cũng đã biết được đây là bản G. Vì cái phiên bản G này nó khác với cái phiên bản E. Ở cái chỗ là cái phiên bản G này đã có đèn bi xenon ở đằng trước rồi. Và option của nó thì đầy đủ tất cả rồi, không thiếu một cái gì cả. Đèn bi xenon này, nội thất da này, nội thất da, ghế da, vô lăng được tích hợp các phím điều khiển này, điều hòa tự động này. Và đầy đủ các option như gương chiếu hậu, gập điện, camera lùi, cảm biến lùi, có cả màn hình cảm biến lùi. Chiếc xe này lăn bánh được 3.8 km rồi. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết, thứ nhất là còn nguyên bản này, không đâm đụng này, không ngập nước này, không tai nạn, máy móc còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn nguyên bản hết, từ ốc này, keo chỉ này còn nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết, có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn ạ. Nếu sai chúng tôi sẵn sàng nhận lại xe và trả lại tiền cho quý vị ạ. Quý vị và các bạn đang có nhu cầu thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios 2017 phiên bản G này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi cũng để với cái giá một con số rất là đẹp, đó là 486 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios G 2017 này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và bạn có thể liên hệ theo số hotline của ô tô 360. Số này thì chúng tôi có thể dùng cả iMessage này, Zalo 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ.
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.